Rồi đây nhé, theo yêu cầu anh em cho phép review cái Exciter 24 triệu review cho anh em xem. Xe này đi 40 ngàn nha anh em ơi. Mới không tắt rồi còn sáng rõ ha. Nói chung dòng này đi 40 ngàn không thấm đâu ha. Được cái giá là quá là tốt cho anh em rồi. Cái giá là quá trời ok luôn. Xe mình máy zin không có độ chế ha. À, đuôi nhanh cũng còn đi đến chân nè anh ha. Mua được cái xe không có độ chế ok ha. Chỉ số của nó đó, giấy tờ đầy đủ. À, dịch này thì bớt cho anh 1.23 triệu anh em cứ xài. Khi nào qua dịch rút hồ sơ thì muốn sang tên rút bộ gì đó thì sang tên thêm tiền vô rồi ở cửa hàng rút cho anh em nha. À, vỏ là vỏ mới thay luôn nè. Ồ, vỏ thay rất là ngầu luôn nha. Vỏ thay đẹp quá vậy ta. Dọn trước cửa thao đều mới thay hết luôn, cả cặp luôn nè anh em xem. Nó dày đến nỗi mà nhện còn đóng được nè, nhìn nhện còn đóng được nè, anh em xem nè. Thấy không nè, dày nhìn nhện đóng được. Bởi vì dày không có tốn tiền vậy nè, có 24 triệu bớt triệu 23 hồ sơ qua dịch tính. Máy bao cái chiếc mà 17 đó không, là ông kêu quay đó không biết. Cho nó nổ máy đi, họ quay luôn. Quay là up lên luôn. À, xe này nó còn nguyên nó nguyên cái chân luôn. Áo sống ha anh em ha. Cái này dính keo nè. Nè, thấy không? Anh em về lau ra. Áo sống này vậy nè. Vậy là quá ok nè. Tại chạy tem dài bao đường xước nhỏ nhỏ. Xe cũ mà. Xe zin mình phải chấp nhận nha nè. Quá được luôn em ha. Bô bọng rồi co còn đi đến chân nè em thấy nè. Thấy không? À, quá chuẩn. Chuẩn từ xe cho tới giá anh em chơi nha anh em. Đầy đủ hết trơn em ha. Rồi kèn nhanh chớp vô ok hết các thứ. À, anh em yên tâm. Đèn đốm đầy đủ. Đây, pha cốt đầy đủ hết. Rồi, anh em quan tâm thì alo nha anh em ơi. Cảm ơn nha.